Dạ em xin chào các anh chị ạ. Thì hôm nay Dr. Len xin giới thiệu cho mình cái dòng sản phẩm này cực kỳ hữu hiệu dành cho cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng ạ. Thì mình cũng biết là cây á, khi mà mình sử dụng phân bón á, mình rất thích những cái loại phân mát đúng không ạ? Vì cây có thể dễ hấp thụ cũng như là mang lại nhiều dưỡng chất cho cây hơn. Thì em có cái loại phân bón amino rong biển. Thì các bác cũng biết rồi, chiết xuất từ rong biển thì tất nhiên phân này sẽ cực kỳ mát và hiệu quả cho cây trồng. Thì các bác có thể xem coi là cái khu vực của mình có bị phèn không? Thì là phân bón này sẽ hỗ trợ giải độc cho cây của mình. Nếu mà bị cây bị vàng lá này, bị yếu hoặc là nhà sinh trưởng chậm, mình có thể bổ sung liền amino giùm em. Amino rong biển này làm cho cây của mình xanh mướt lá liền. Và khi bộ lá của mình xanh mướt rồi á, thì lúc đó mới tạo nên được cái trái đẹp. Đấy là cái bí quyết của các nhà nông đã chia sẻ lại với em. Bộ lá phải xanh, phải mướt, phải dày, phải đẹp thì mới quang hợp và tạo cái chất dinh dưỡng giúp cho cây có thể sinh trưởng tốt, đậu hoa nhiều và từ đấy trái mới có thể bóng, có thể đẹp. Thì cái điều đặc biệt nhất là bộ rễ là nơi nuôi dưỡng chủ yếu cho toàn thân cây, thì amino rong biển giúp cho bộ rễ của mình tái tạo rất là khỏe, cực kỳ khỏe khi mà sau những cái đợt như là lũ lụt hay là hạn hán, phèn mặn gì hết đều được. Hoặc là còn một cái công dụng khác của amino rong biển đó là nó có thể kích thích cái hạt nảy mầm trồi có thể phát triển cực mạnh. Nên là các bác thấy không, khi mà phân amino rong biển này á, nó được chiết xuất là loại phân mát thì các bác sử dụng nhiều cái chức năng á, nên là em giới thiệu cho các bác là em rất là mong muốn các bác có thể sử dụng thử qua dòng amino rong biển của bên em. Thì các bác không cần phải lăn tăn hoặc là lo lắng gì hết, cứ liên hệ cho bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho các bác nhé.